Vua Morocco hội thảo với vua Jordan về tình hình chiến sự tại Syria, tin từ Amman. Vua Morocco dẫn đầu phái đoàn ngoại giao viếng thăm vương quốc Jordan. Vào ngày 18 tháng 10, thì vua Jordan Abdullah long trọng tiếp đón vua Morocco Mohammed Đệ Lục tại đại sảnh đường Huma. Đây là chuyến viếng thăm ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia Jordan và Morocco trong tiến trình thắt chặt quan hệ ngoại giao song phương giữa hai quốc gia. Song song đó, thì vấn đề bàn thảo chính liên quan tới tình hình chiến sự tại Syria với hy vọng sẽ tìm ra một phương cách ngoại giao để giải quyết các mâu thuẫn nội bộ. Vua Morocco viếng thăm các trại tị nạn tại khu vực biên giới Zaatari về hướng bắc của Jordan và đã viếng thăm nhiều nạn nhân Syria đang được phái đoàn bác sĩ Liên Hiệp Quốc điều trị. Một nạn nhân Syria trả lời tới thông tấn xã Reuters rằng đã bị xe tăng của quân đội trung thành chính phủ Bashar al-Assad bắn trúng trong lúc đang trên đường tị nạn tới cửa khẩu Tel Shaab. Theo báo cáo mới nhất từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc, thì đã có hơn 30.000 dân chúng Syria vô tội bị giết hại sau hơn 18 tháng dân chúng Syria xuống đường đấu tranh. Vua Morocco cùng quan điểm với vua Jordan là phải nhanh chóng tìm ra một phương cách để chấm dứt các cuộc giao tranh quân sự từ mọi phía Syria trước khi sự việc đến một thời điểm quá trễ và không quay lại được. Nếu cuộc nội chiến kéo dài, có thể trở thành chiến tranh giữa các sắc tộc trong khu vực giữa Shiite, Sunni và người Kurdish.